Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình thời sự tối nay ngày 10 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dự án đầu tư vào địa bàn các khu kinh tế, khu công nghiệp tăng mạnh cả về lượng và chất. Nhiều tàu thuyền chưa thể neo đậu tại cảng cá Thuận An sau khi nâng cấp. Gương chỉ huy trưởng quân sự cấp xã nhiệt huyết, trách nhiệm là cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và đề án 06 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới điểm cầu tại trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự tại điểm cầu của Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Chuyển đổi số quốc gia trong 6 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trên cả nước đạt 42%, bộ ngành đạt 61%, địa phương đạt 17%. 63 trên 63 địa phương đều đã ban hành chính sách giảm miễn phí lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 15 trên 63 địa phương đã ban hành chính sách giảm thời gian để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Về đề án 6 trong 6 tháng đầu năm đã đơn giản hóa được 207 thủ tục hành chính tại 23 văn bản quy phạm pháp luật. Tính đến nay, các bộ ngành đơn giản hóa 793 trên 1.084 thủ tục hành chính được giao tại các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Đã có 7 bộ cơ quan hoàn thành thực hiện 100% phương án đơn giản hóa, 9 bộ cơ quan đạt trên 50%, 3 bộ đạt dưới 50%. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và triển khai đề án 06, thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung cùng nhau thảo luận, phân tích, đánh giá thẳng thắn, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể nhất về thể chế, cơ chế, chính sách, cùng với đó chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện về phát triển hạ tầng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối chia sẻ thông tin, hình thành dữ liệu lớn, đào tạo và phát triển nhân lực mang tính đột phá, góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số. Sáng nay, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị lần thứ 17 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời bàn và thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của những tháng còn lại của năm 2024. 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế xã hội của thị xã Hương Thủy tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Giá trị sản xuất tăng 11,59% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, giá trị ngành dịch vụ đạt 2.226 tỷ đồng, tăng 25,76%. Công nghiệp xây dựng đạt 15.680 tỷ đồng, tăng 10,04%. Nông nghiệp đạt 335 tỷ đồng, tăng 2,9%. Thu ngân sách ước thực hiện 331,23 tỷ đồng, đạt 88,27% dự toán. Công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm được triển khai quyết liệt, đảm bảo tiến độ đề ra. Đặc biệt, đã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2024. Trên cơ sở những kết quả đạt được, Hương Thủy sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để tăng thu ngân sách, phối hợp hoàn thiện công tác quy hoạch phân khu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân cũng như công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm, phấn đấu hoàn thiện các hạng mục xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, triển khai kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn. Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn đạt 14.161 tỷ đồng, bằng 41,5% kế hoạch, tăng 12% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong khi vốn trung ương quản lý giảm 30%, thì vốn do địa phương quản lý lại có mức tăng 26,5%. Trong 6 tháng đầu năm 2024, nhiều dự án công trình trọng điểm được đẩy mạnh triển khai thực hiện các hạng mục. Theo đó, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao đến ngày 13 tháng 6 năm 2024 là 1.802 tỷ đồng trên 6.257 tỷ đồng, đạt 29% kế hoạch. Cụ thể, vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 1.105 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch. Vốn ngân sách trung ương trong nước giải ngân hơn 451 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch. Vốn ngân sách trung ương nước ngoài ODA giải ngân 245 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch. Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm liên vùng có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển như tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2. Dự kiến khởi công mới các dự án trọng điểm như quảng trường văn hóa thể thao tỉnh, đường Tổ Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường Vành đai 3, tu bổ phục hồi và tôn tạo di tích Điện Cân Chánh,
dự kiến thông xe kỹ thuật cầu qua cửa Thuận An và cầu vượt sông Hương thuộc dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương vào quý 4 năm 2024. Từ đầu năm đến nay, địa bàn khu kinh tế, khu công nghiệp đã cấp mới cho 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 4.500 tỷ đồng, tăng 83,3% về lượng và gấp 4 lần về vốn so với cùng kỳ. Trong đó có 5 dự án FDI với vốn đăng ký 28,5 triệu đô la Mỹ, điều chỉnh tăng vốn 4 dự án với tổng vốn tăng thêm 246 tỷ đồng, thu hồi 1 dự án với tổng vốn 60 tỷ đồng, diện tích 1,6 ha. Hiện nay trên địa bàn khu kinh tế công nghiệp tỉnh có 178 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 119.636 tỷ đồng, trong đó có 51 dự án vốn FDI với vốn đầu tư đăng ký là 74.971 tỷ đồng. Lũy kế vốn đầu tư thực hiện các dự án đến tháng 6 năm 2024 ước đạt khoảng 41.791 tỷ đồng. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2024 đạt 2.800 tỷ đồng, đạt 62,2% kế hoạch năm 2024. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế có doanh thu ước đạt 21.000 tỷ đồng, đạt 52,5% kế hoạch, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 732 triệu đô la Mỹ. Đến nay, trên địa bàn khu kinh tế công nghiệp tỉnh có 39.500 lao động đang làm việc, tăng 3,9% so với cùng kỳ. Trong đó có 187 lao động nước ngoài. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, với định hướng phát triển kinh tế biển, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tập trung các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, cải thiện năng lực hậu cần nghề cá, trong đó có cảng cá Thuận An. Tuy nhiên, dù đã hoàn thành đầu tư và bàn giao, nhưng cảng cá Thuận An vẫn chưa thể phát huy hết công năng do yếu tố luồng lạch. Trong khi mùa mưa bão đang đến gần thì ngư dân vẫn phải loay hoay tìm nơi neo đậu tránh trú an toàn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Phải mất khá nhiều thời gian, chiếc tàu đánh cá 15 mét này của ngư dân Bùi Văn Lối mới tìm được luồng để vào khu vực cảng mới Thuận An và neo đậu ổn định. Đây cũng là tình trạng chung của hàng chục tàu cá của bà con ngư dân phường Thuận An, thành phố Huế và cả địa phương lân cận như Phú Thuận, Phú Hải khi đến neo đậu tại đây. Nguyên nhân được cho là do độ sâu của cảng mới Thuận An chưa đảm bảo, chưa có bản đồ để xác định cụ thể độ sâu của luồng lạch ra vào cũng như từng khu vực. Người dân địa phương vì thế vẫn khá e ngại khi cho tàu vào cảng bởi chưa biết bên dưới mặt nước có gì. Mới này thì nói chung là rất rộng rãi, rất chi là chắc chắn. Mà những cái về cái luồng lạch vô ra thì nói chung chưa bảo đảm. Còn quả cả là mua mà ở đây là tôi cũng không neo được ở đây được, tôi cũng chạy lên trên chỗ Quy Lai ở nấp ở trên đó, chắc còn nấp vào đây được. Tàu lớn, tàu trên 15 mét ra vào là còn bị càng, mà khi chúng ta bị càng nó bị ảnh hưởng đến cả cái chân vịt sỏi đá những cái 15 xong, nên chúng tôi không thể vào cái càng mới làm đây được. Chúng tôi cũng mong muốn cấp trên cũng như chính phủ dùng cách nào vẹt thêm để chúng ta những cách để bố ra tàu thuyền ra vào được an toàn hơn. Cảng cá Thuận An kết hợp khu neo đậu tránh trú bão tại thành phố Huế có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng nằm trong tổ hợp dự án xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng nghề cá với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Đến cuối năm 2023, dự án đã hoàn thành và bàn giao cho đơn vị quản lý là Ban quản lý cảng cá Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, theo đơn vị quản lý, cảng cá vẫn chưa thể đi vào hoạt động do chưa xây dựng bản đồ đo độ sâu cảng, cũng như tổ chức kiểm tra, rà soát, nạo vét lại những vị trí còn sót, cục bộ. Cảng cá kết hợp khu neo đậu chưa thể đưa vào hoạt động đúng tiến độ, bà con ngư dân vì thế chưa thể an tâm, trong khi mùa cao điểm mưa bão năm 2024 đang đến gần. Trong những tháng cuối năm, thường bão vào thì ở trên địa bàn phường có rất nhiều tàu thuyền, gần 400 chiếc. Nếu mà không vào đầu được thì chắc chắn phải tìm chỗ khác đi để mà neo đậu, thì làm cũng làm một số khó khăn cho bà con đánh bắt. Rất mong ở đây cũng quý cấp cũng quan tâm bổ trí thêm kinh phí để làm sao nào việc đó cho đảm bảo thì tàu thuyền ra vào để đảm bảo cái hiệu quả hoạt động của cảng cá nhé. Hiện tại, Thừa Thiên Huế có khoảng 2.000 phương tiện tàu thuyền, trong đó có hơn 600 phương tiện tàu thuyền khai thác biển gắn với sinh kế của hàng ngàn người lao động. Việc đảm bảo chất lượng hạ tầng nghề cá, phục vụ tàu thuyền, hoạt động mua bán hải sản, đặc biệt là khu neo đậu an toàn cho bà con ngư dân, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp như hiện nay, cần phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu.
Tiếp tục với những thông tin khác, chiều nay công đoàn viên chức tỉnh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024. Từ đầu năm tới nay, công đoàn viên chức tỉnh trợ cấp kịp thời cho cán bộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau cho 60 trường hợp với số tiền 35 triệu đồng từ quỹ tương trợ công đoàn viên chức tỉnh, hỗ trợ xây dựng và sửa 2 căn nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn với mức hỗ trợ từ 50 triệu đồng, giải ngân số tiền hơn 1 tỷ đồng cho 52 đoàn viên của 4 công đoàn cơ sở trực thuộc từ nguồn quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo. Trong 6 tháng cuối năm, các công đoàn cơ sở tăng cường bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác công đoàn năm 2024 của công đoàn viên chức tỉnh, tổ chức các hoạt động chăm lo phúc lợi đoàn viên trong tuần lễ cao điểm kỷ niệm 95 năm thành lập công đoàn Việt Nam 28/7/1929, 28/7/2024. Hơn 700 căn nhà được đưa vào sử dụng đã tăng cường khả năng chống chịu cho hạ tầng nhà ở dân sinh trước những tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho cả cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức sáng nay. Được triển khai tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2018 đến năm 2024, dự án đã xây dựng hoàn thành 731 căn nhà đưa vào sử dụng, đã giúp hàng trăm hộ dân với gần 3.000 nhân khẩu tăng cường khả năng chống chịu cho hạ tầng nhà ở, dân sinh trước những tác động của biến đổi khí hậu, không phải lo sợ khi mỗi mùa thiên tai đến. 22 hectare rừng ngập mặn được trồng mới tại xã Hưng Phong, góp phần tăng tỷ lệ che phủ và cải thiện chất lượng rừng ngập mặn, phòng hộ chắn sóng, bảo vệ cộng đồng dân cư ven biển cũng như tạo bãi đẻ để phát triển các giống thủy sản tại khu vực này, mở ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, góp phần hấp thụ khí carbon, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao đa dạng sinh học. Nhằm nâng cao tay nghề của nguồn lao động trong lĩnh vực ẩm thực tại cả khách sạn và nhà hàng cao cấp tại Huế, sáng ngày 10 tháng 7, Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Hiệp hội Xuất khẩu trứng và gia cầm Mỹ tại Việt Nam tổ chức buổi hội thảo chia sẻ quy trình chế biến thịt gà Mỹ. Tại hội thảo, các đại biểu đến từ cả khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã được nghe những chia sẻ về quy trình xử lý gia cầm an toàn, quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm đến từ cố vấn ẩm thực của Hiệp hội Xuất khẩu trứng và gia cầm Mỹ tại Việt Nam. Đặc biệt là những kiến thức cụ thể về cách sơ chế, bảo quản, cách điều chỉnh nhiệt độ để chế biến những món ăn ngon từ thịt gà Mỹ đã nhận được nhiều sự quan tâm của các đầu bếp. Chương trình hội thảo cũng mang lại những cơ hội kết nối giữa các tổ chức doanh nghiệp với các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp giàu kinh nghiệm, nổi tiếng thế giới, góp phần quảng bá và nâng tầm ẩm thực Huế. Sau khi hoàn thành vòng thi sơ khảo trong toàn đảng bộ khối, sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức vòng chung kết hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2024. Tham gia vòng thi chung kết, 9 thí sinh xuất sắc đến từ 9 chi đảng bộ đã có sự chuẩn bị công phu, chu đáo, sáng tạo, sinh động với nhiều hình thức như giới thiệu qua slide, tiểu phẩm, văn nghệ và những kiến thức liên quan đến công tác xây dựng đảng. Nhiều thí sinh đã thể hiện sự nhận thức chắc chắn về công tác xây dựng đảng khi đạt điểm cao ở các phần thi này. Các thí sinh cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin tối đa vào các phần thi, tạo nên sự chuyên nghiệp, hấp dẫn, hiện đại, phong phú. Trong phần thi lý thuyết về kỹ năng lãnh đạo điều hành, các thí sinh đã thể hiện bản lĩnh, sự tự tin, linh hoạt trong điều hành sinh hoạt chuyên đề liên quan đến các lĩnh vực công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát. Qua đó thể hiện bản lĩnh, kỹ năng xử lý tình huống nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, uyển chuyển, giải quyết các vấn đề phát sinh. Ban thường vụ Đảng ủy khối mong muốn sau cuộc thi này, các thí sinh sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm, rút ra được những bài học phục vụ tốt nhất cho việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ cấp ủy cả cấp, quan tâm hơn nữa đến việc lãnh đạo, bồi dưỡng, lựa chọn đội ngũ bí thư chi bộ giỏi. Là một cán bộ quân sự cấp xã được đào tạo cơ bản trong quân đội, trong những năm qua, trên cương vị là chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, đồng chí Tôn Thất Minh Quảng luôn thể hiện là một cán bộ năng nổ, nhiệt huyết, trách nhiệm trong mọi công việc, luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thị xã Hương Trà. Trong những năm qua, trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao đối với cơ quan quân sự cấp xã, với bản lĩnh và ý chí quyết tâm, đồng chí Tôn Thất Minh Quảng cùng với tập thể Ban chỉ huy quân sự phường Hương Văn đã triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Hàng năm luôn đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm túc, đạt 100% chỉ tiêu đề ra, đảm bảo chất lượng tốt. Đối với lực lượng vũ trang phường, yêu cầu nhiệm vụ là ngày càng cao, khối lượng công việc ngày càng lớn. Đặc biệt trong những năm gần đây, thì tình hình thiên tai, dịch bệnh là diễn biến là phức tạp, nên là đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của lực lượng vũ trang phường. Mặc dù vậy, thì bản thân đã cùng với Ban chỉ huy quân sự phường là khắc phục các khó khăn và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương là hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự địa phương.
Bên cạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trong thời gian qua, công tác giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, cháy rừng được Ban Chỉ huy quân sự phường triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng chí chỉ huy trưởng thực hiện phân công, phân nhiệm đến từng chiến sĩ dân quân để chủ động bám nắm địa bàn, nhất là ở những vùng thấp trũng, những gia đình chính sách, neo đơn để sẵn sàng di dời bà con khi có yêu cầu. Trong quá trình tham gia công tác và làm việc cùng với đồng chí Quảng là cũng một thời gian khá dài. Theo tôi cảm nhận và nhận thấy rằng là đồng chí Quảng là một người chỉ huy rất là quan tâm đến công tác huấn luyện và huấn luyện chiến sĩ, và cũng là một người chỉ huy mà vừa là một người anh em trong gia đình, như là một người anh em gia đình luôn quan tâm để mà bám nắm tình hình tâm tư nguyện vọng của các đồng chí chiến sĩ trẻ. Có thể khẳng định rằng trong những năm gần đây thì Ban Chỉ huy quân sự phường Hưng Văn luôn là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua cực thắng của lực lượng vũ trang thị xã. Và để có được kết quả nêu trên, không thể không nhắc đến vai trò của đồng chí Tôn Thất Minh Quảng, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường. Là một đồng chí có tuổi đời rất là trẻ, nhưng mà bản thân đồng chí Quảng đã luôn phát huy vai trò chủ động, tích cực, tự giác trong nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của trên. Từ đó có nhiều biện pháp hiệu quả, tích cực trong tham mưu cho lãnh đạo địa phương, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng đạt nhiều kết quả nổi bật. Chỉ huy điều hành lực lượng vũ trang phường thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định với vai trò trách nhiệm và sự nỗ lực cố gắng của mình, trong những năm qua, đồng chí Tôn Thất Minh Quảng đã cùng với tập thể Ban Chỉ huy quân sự phường Hương Văn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xứng đáng là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang thị xã. Với những thành tích đạt được trong 3 năm liên tục từ 2021 đến 2023, Ban Chỉ huy quân sự phường Hương Văn được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Riêng cá nhân đồng chí chỉ huy trưởng trong 3 năm 2021, 2022 và 2023 được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua. Đặc biệt, năm 2023, đồng chí được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Phần cuối là một số thông tin về an ninh trật tự. Hôm nay, Tòa Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Tấn Sang, sinh năm 1999, trú tại phường Thủy Vân, thành phố Huế. Theo cáo trạng, tối ngày 12 tháng 1 năm 2024, anh Trần Duy Hùng, phó trưởng công an phường Thủy Vân, thành phố Huế, đang trong ca trực chỉ huy tại đơn vị thì nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc đối tượng Sang đang có hành vi gây rối trật tự trên địa bàn phường. Nhận tin, anh Hùng lập tức cùng với 4 đồng chí là công an, bảo vệ dân phố đến ngay hiện trường. Tổ công tác đến gặp Sang và ra sức vận động, thuyết phục, yêu cầu Sang dừng hành động quấy rối, trở vào nhà ở gần đó. Tuy nhiên, Sang tỏ thái độ bất hợp tác, chống đối với những người làm nhiệm vụ, cho rằng công an có thái độ uy hiếp mình. Sang đã chửi bới rồi chạy vào nhà lấy một cây dao rồi lao ra tấn công tổ công tác. Thấy Sang cầm dao hung hãn rượt đuổi gây nguy hiểm cho mọi người và người dân xung quanh, nên anh Trần Duy Hùng lúc này không sử dụng công cụ hỗ trợ, cùng tổ công tác tiếp cận tìm cách khống chế. Trong quá trình khống chế, anh Hùng không may bị trượt ngã, ngồi xuống mặt đường. Thấy vậy, Sang liền lao tới, dùng dao đâm 5 nhát vào vùng hiểm trên người anh Hùng. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng khiến anh Hùng hy sinh. Sang bị công an khống chế ngay sau khi gây án. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Sang là manh động, gây nguy hiểm cho xã hội nên tuyên phạt 20 năm tù vì tội giết người. Ngoài ra, Nguyễn Tấn Sang còn phải bồi thường cho gia đình của anh Trần Duy Hùng tiền mai táng phí, tiền bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho con của anh Hùng mỗi tháng 2 triệu đồng đến năm 18 tuổi. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa khám xét khẩn cấp 2 địa điểm trên địa bàn thành phố Huế, bắt giữ nhóm 7 đối tượng sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 8 tháng 7 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh khám xét khẩn cấp 2 địa điểm trên địa bàn thành phố Huế. Tại phòng 711 khu C2 chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, lực lượng công an đã bắt giữ 6 đối tượng gồm Trần Nhật Sang, Trần Nhật Quang, Võ Tá Thịnh, Đỗ Phú Sĩ, Đỗ Phú Sang, La Gia Anh, thu giữ 2 bộ máy tính để bàn, 5 điện thoại và các tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội. Tại phòng 409 khu E, chung cư Xuân Phú, phường Xuân Phú, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Phan Nguyễn Phước Duy, thu giữ 1 bộ máy tính để bàn, 1 điện thoại và các gói ni lông với tổng trọng lượng gần 11 gram ma túy tổng hợp. Các đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế. Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1 năm nay đến nay, nhóm 7 đối tượng đã thuê nhà tại 2 địa điểm trên, sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thực hiện hành vi chiếm quyền đăng nhập tài khoản Facebook, sau đó nhắn tin mượn tiền rồi chiếm đoạt của hơn 200 người bị hại trên cả nước. Số tiền chiếm đoạt từ 1 triệu đến 30 triệu đồng một người. Tổng số tiền nhóm đối tượng trên chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng. Đối với Phan Nguyễn Phước Duy còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nhóm đối tượng trên theo quy định pháp luật. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.